Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết châm hà em tên Lâm 2020 đã về tới đại lý tại Nam Á, rẻ hơn tại Việt Nam gần tới 34 triệu đồng. Sau khi được giới thiệu cách đây là chưa lâu, cái chiếc Yamaha M-T5 2020 đã chính thức được đưa về các lý phân phối tại Đông Á với mức giá bán cơ điểm là siêu rẻ, rơi vào khoảng 44 triệu 500 nghìn đồng. Cụ thể, Yamaha Moto Ấn Độ vừa tung ra phiên bản BS6 của cái mẫu xe Yamaha M-T5 2020 ra mắt thị trường này với một mức giá cơ điểm rơi vào khoảng 138.900 AS, tương đương gần là 44 triệu 500 nghìn đồng nam. Ngoài ra, cái sự nâng cấp động cơ đạt cái tiêu chuẩn là BS6, Yamaha còn có thêm tùy chọn cái gam màu mới cho cái dòng sản phẩm này, đó chính là cái màu trắng bằng với cái vành bánh xe màu đỏ. Yamaha đã sơn cho cái màu xe M-T5 2010 tương tự khi là phân phối tại các thị trường thuộc Đông Nam Á như Hà Lan và Indonesia. Chưa thấy Yamaha cập nhật cái phiên bản mới cho gia đình xe M-T5 ở những thị trường như Việt Nam. Tuy nhiên, nếu so sánh về mức giá bán hiện nay thì Yamaha M-T5 có mức giá niêm yết ở Việt Nam lên tới tận là 78 triệu đồng, tức là đắt hơn gần tới 34 triệu đồng so với cùng sản phẩm tại thị trường Ấn Độ. Cùng với những gam màu sơn mới, Yamaha còn trang bị cho cái phiên bản là M-T5 BS6 2020 các tính năng mới như cái lớp sau tiên tiến, cái tấm ốp cái vòng phía sau khó động cơ và đèn hậu bằng ốp LED. Xe tiếp tục ứng dụng trên mình cái khó động cơ SOC xanh đơn 4 thì làm mát bằng chất lỏng, dung tích 155cc trong cái khối động cơ, cho động cơ tạo ra một công suất đa là 18,5 lực cùng chiếc moment rất đại 13,9 m, nhỏ hơn một chút so với bản trước kia. Đi cùng với đó, động cơ là một cái bộ hợp số con tài sắp cấp, đem lại nhiều phấn khích hơn cho những biker. Honda chính thức bung kệ mô tô cỡ nhỏ 125cc với giá sốc, cái mẫu xe phù hợp cho những người mới chơi xe phân khối nhỏ. Honda CBF 125R với kiểu dáng là nước cơ bay phổ thông, sử dụng động cơ 125cc vừa về Việt Nam theo dạng nhập khẩu tư nhân. Honda CBF 125R vừa về Việt Nam làm tăng thêm cái lựa chọn ở phân khúc mô tô cỡ nhỏ. Xe có kiểu dáng nước cơ bay, dễ dàng điều khiển cho người mới có sử dụng mô tô. Và tại Việt Nam, cái dòng xe này được một số đại lý tư nhân nhập về từ thị trường Trung Quốc. Đèn pha có thiết kế rất đẹp mắt, góc cạnh với hai dải LED định vị ban ngày bên cạnh. Theo công bố của nhà sản xuất, việc sử dụng cái bóng LED an toàn hơn và khi di chuyển trong đêm khi điều kiện thiếu sáng và giảm tới 60% cái điện năng tiêu thụ. Cái đèn xi nhan là halogen gắn ở phía trên, giống như những phần của những mẫu xe mô tô cỡ nhỏ khác. Xe có chiều dài là 2059mm và chiều rộng 764mm, chiều cao 1073mm, chiều dài cơ sở 1292mm, nặng 129kg, khoảng sáng gầm 167mm và chiều cao yên dừng ở mức 775mm, không gây khó khăn đối với bốc cháy người Việt Nam. CBF 125R được trang bị phục ống lòng phía trước, phanh đĩa 2 piston, la răng họa tiết 6 chữ Y đẹp mắt, kích thước 17 inch. Xe không trang bị công nghệ chống bó cứng phanh ABS. Ta lái gồm các nút điều khiển cơ bản như gồm có khởi động, bật đèn, chiếu xa, chiếu gần, xi nhan và còi. Đồng hồ chính giữa dạng LCD hoàn toàn. Cái chữ trắng nền xanh, trong khi đó ổ khóa là loại Initon của Honda với cái nắp đậy ở phía trên. Bình xăng có dung tích 14 lít, thiết kế gồ ghề và khỏe khoắn. Phía sau sử dụng cái phanh tăng chống, mâm xe cùng kích thước 17 inch, ống xả thiết kế lớn, mạ rơm bên ngoài. Tiếc rằng cái giảm sóc sau là dạng đồi, thay vì là dạng monosóc, tạo cho cái nhìn là bình dân chiếc xe hơn. Và Honda CBF 125R có gắn động cơ xanh đơn 4 kỳ làm máy bằng gió, với dung tích 155cc và cho công suất 7.72kW tại vòng tua 8.000 phút,
cùng với đó là mô men sáng cực đại 10,36 Nm tại vòng tua máy 6.500 phút. Cái mẫu motor cỡ nhỏ đáp ứng được tiêu chuẩn mới Euro 4, cùng với đó là mức tiêu hao nhiên liệu lý tưởng rơi vào khoảng 62 km/l.